Tác phẩm tiếp theo là O mio bambino, từ vở opera Gianni Schicchi của Giacomo Puccini. Tác phẩm có lời hát như sau: Ôi trai yêu quý của con, anh ấy đẹp trai lắm lắm, và con sẽ đi mua nhẫn ở tận Porta Rossa. Vâng vâng, con sẽ đi mua, và nếu tình con đau khổ thì con sẽ tới Ponte Vecchio và gieo mình xuống sông Anno. Con đang trùng trùng đau khổ, trời ơi, con muốn chết mà. Hãy thương con với hội cha, hãy thương con với hội cha. À, đây là lời cầu xin của nhân vật Loretta với người cha của mình. Đấy, muốn được cưới người yêu của mình, một chàng trai mà trong mắt của cô là cực kỳ đẹp trai. Thế mà không biết rằng người yêu đó, cái người đẹp trai đó đang âm mưu để chiếm đoạt tài sản thừa kế của cô. Xin mời nghệ sĩ soprano Ryoko Boruki. Thank you.